cái khoảng mặt trước nó trống này, cho nó úp về đây thì cái cành này nó cũng chéo đi mà nó chặt cái tung ở chỗ đây nữa. Đấy thì cái quẹo bên kia là đấy. Tuấn hôm qua có xuống không? Không, nhà vô điện đài rồi. Cái yếu có bộ tàn là 5 mét. Tay chân rất là khục khuỵch. Đẹp. Hàng sưu tầm cho đại gia. Nó xuống thì xong bao giờ nó bảo ấy cho nó về bảo. Có đi dẫn người ta lên cơm, nó dẫn cho một đường đi xa tít tới rồi, nó gần nó dẫn người ta về cái điều kiện nữa. Quay gần cho anh em xem nhá, đoạn trên. Đấy xong mấy thằng nó còn rồ, nó bảo bà kẹo cái vui, các bà không bán cho tôi, bán cho người đâu. Thế là tôi săn mãi rồi đâu. Đúng rồi. Cái này cao tầm mấy mét anh Cảnh nhỉ? Cao 3 mét. Kể cả em nói kể cả không có đường đấy là quá khủng khiếp kiểu. Nếu mà em biết cái này em đánh từ lâu thì lâu rồi. Anh đi với nó cơ. Nó cứ bảo không có đường đi, không có đường đi. Không phải cái đường kéo qua sân nhà bà ấy. Chưa phá cái đường kia nhìn nó tùm đằng sau lắm. Ôm thì ôm mình phải nhìn như thế. Phá xem bắt đầu bây giờ. Thì lên mãi thành nhà Hồ về nha các bạn nhé. Em thừa tính hết tất cả những cây anh thấy em mua cây nào mà chịu đâu đi rồi mình phải tính trước phải dự tính là em có thể dùng bằng cái gì trong cái mức đầu tiên đấy còn gây sự cơ. Nếu mà bây giờ tôi mua mãi thì thằng mãi không mua được cái bán được công đầu tiên cái là mình bắt bảo bài với giấy cho nó coi là mình có tính quyền sợ thôi thì mình chẳng sợ có chính quyền chẳng sợ đấy cũng chả là cái gì mình nói một tiếng đi chơi nó phải sợ chả là gì cảm thấy không án gia đình mới để lại. Một cái ổi rất là to, các anh rất khó khăn mới đưa được về. Mình báo có con trai. Nếu có con trai thì cũng dở đấy. Bà có con trai thì nó xui. Mà con rể thì nó bảo bán thì vợ nó được cầm tiền. Để đưa tiền cho gái mà. Đây nhá các bạn nhá, đường thân của cây ổi nhá. Nếu anh em nào đã có tuổi rồi thì biết là cây ổi này nó quá nhiều tuổi rồi. Từ xa xưa cấy ở thành nhà Hồ, các anh đã cất công lên giao dịch trong vòng một ngày mới xong mà theo đuổi thì chắc tầm 4 năm rồi. Đây này, u cục này các bạn này. 4 năm trời. 4 năm trời đấy. Đây này. Cục này. 4 năm trời. Nếu mà nói về xanh mà có các bài cục như này thì tôi chết rồi, ổi thì lại có vậy này. Đây này, trên kia nếu mà tôi trèo lên thì nó mới nhiều đây này, cục này. Đây chỗ này cục kia gì? Giống như kiểu là cái hạt gạo ngày xưa các cụ làm cái cổ ấy. Cây này là gió làm thế. Đó. Thân rất là xoắn nha. Đây quay mặt này thì hơi được ánh sáng. Người đang phá cũng bầm hết rồi kính. Phá luôn rồi thì biết rồi. Đây nha, đường chạy nha. Rất quái dị. Quái dị mà vẫn có tiếng đục ở dưới chân. Anh Thành anh cũng rất vất vả ở đảo này. Đúng một ngày anh Thành nhỉ? Ngày đấy. Bây giờ thơ cả của nhà anh Tân nhá. Đừng bóc cả ra bạn. Đúng được, không sao cả. Bóc cái tổ ong. Đấy càng có sao đâu mà cái vỏ nó nói như anh Cảnh thì gió nó xoáy này thành những đường chạy cây rất là khác thường. Xoáy làm tay Cảnh. Ui dồi ôi cái ổi. Chà, đi mẹ nghỉ ngớm nhỉ. Mẹ thì nhìn thấy ưu đãi gì cả. Nhìn như đãi trời phú quý. Cái này đúng là chỉ có dùng tiền mới mua được anh Cảnh nhỉ. Rồi. Trước thế bảo anh già rẻ lắm mà. Đấy, cái giả vậy chứ sao mà đi. Không phải giả đâu. Cây của nhà họ thì cũng phải hy sinh mấy cái cây bía đúng không? Chỉ cần đi được hết, đi hẳn lên chỗ trước sát vào cái đấy. Các cái cục đá là nó vít vào đây. Đấy, đang là rỡ đá nha các bạn nha. Và có nhất cái nhiều cục đá mà các anh đang rỡ bớt ra. Cục bên đấy là cục bên này cũng phải đục. Không đá chứ để đó. Không đá. Đấy nha, anh em chiêm ngưỡng lại cây ổi từ xa nha. Một trong những cây ổi to nhất tỉnh Thanh Hóa được anh Tân sưu tầm về. Đó, tay Cảnh. Dáng quá gươm. Bộ tay nắc. Mình chia sẻ vườn anh Tân cho anh em xem là tham khảo cây ổi này nhé. Có gì anh em cứ liên lạc trực tiếp với anh Tân Phạm để được nắm rõ hơn về giá cả. Màu này chính là màu ăn
gió hôm nay rất là to. Cô ghi lại cho anh em tổng thể cao của cây khoảng 5 đến 6 mét. Với những cái ổi như này có từ đời cũng rất là lâu rồi, của một người dân ở thành Nhà Hồ, Thanh Hóa, người ta cấy rất là lâu rồi, cũng rất nhiều công anh Tân mới đưa được về đây. Từ đây lấy khoảng bao nhiêu cây nhỉ anh Tân nhỉ? Từ đây lên đấy tầm khoảng 40 cây. 40 cây mà đưa cái cây này về nha, bóng tàn tầm hơn 5 mét này, cái bộ tàn này này mà anh đưa được về, cả một vấn đề nhá. Đây là do cái địa thế cấy ở cây này này, nó hơi chật nên không quay hết được cho anh em xem. Về chạy còn xa nữa. Lúc về đi ven sông Mã. Lại còn phải ven ven đường sông Mã thì mới về được, thì bóng tàn nó to quá. Để cái bộ tàn này thì đây nhá. Đấy là cắt nhiều rồi nhỉ? Cắt cắt quá nhiều bộ tàn rồi đấy. Để mình cho lại gần cho anh em xem tay cành nhá. Ngoan. Đó rồi, đo thử thế nào? Qua đo là hơn 80. Qua tám hơn 80 à? 80 là đoạn này. À. Do hôm qua vận chuyển nó sơi sát một tí thì anh Thoan cũng đang là điều chỉnh lại nha các bạn nhé. Thì cây này nó rất là đẹp. Ổi thì vài tạ cho một cây này rồi, không phải suy nghĩ. Cái ổi này cũng rất khó khăn. Này ổi găng. Ổi găng nhá. Thì bạn nào mà yêu cây ổi này thì cứ liên lạc trực tiếp với anh Tân. Tân Pháp không thể có cái ổi thứ hai được. Thời tiết hôm nay rất khó quay, mình cũng xin ghi hình để cho anh em nhận định thôi. Còn muốn cụ thể hơn thì anh em cứ liên lạc trực tiếp với anh Tân. Đó. Đây là cái sung nhá, cũng đưa về được một thời gian rồi, mầm cũng đang lên. Cây rất là to. Cái này nếu mà ra đi tại vườn có nhiều tiền không anh Tân này? Cái sung á? Vâng. Sung phôi thì như phung sung này là 10 triệu hả? Tầm 10 triệu cái sung, cây gốc sung này nhá, anh em tham khảo nhá. Đây nhá, mình đang ở vườn cây của anh Tân nhá các bạn nhá. Thì các bạn cứ tham khảo. Anh Thoan ấy đưa cái tiếng chim hót này, anh cứ để nhạc chim hót cả ngày. Ăn rồi đấy. Do cây ổi nó quá cao mà lại to nữa nên là cấy vào cái vị thế nó hơi chật, nó không phô hết được điểm đẹp của nó. Mình chỉ quay chi tiết thôi, cây cho anh em xem thôi. Đấy nhá. Tính mai chuyển ra thay cây si đầu đầu kìa. Đấy nhá, anh đang muốn chuyển ra đầu cổng. Thì nếu mai mà chuyển ra đầu cổng thì mình lại cũng quay tiếp một clip nữa để anh em xem và thưởng thức nhé. Còn tay cành, bộ tay cành này thì có 102 rồi. Mình cũng xin dừng video ở đây nhé để chuyển sang video tiếp theo. Các bạn yêu mến kênh Trung Bonsai thì hãy nhớ đăng ký để xem những video mới nhất mà kênh Trung Bonsai quay gửi đến các bạn.
Xin thân ái chào tạm biệt, hẹn anh em video tiếp theo. Kết thúc rồi nhưng mà có anh bạn đề nghị đăng cây trứng gà này thì mình cũng quay nhá. Để gửi tới anh một trong những cây trứng gà trắng siêu. Tung lên thôi. Anh Tân còn rất nhiều. Các bạn cứ liên lạc trực tiếp với anh Tân được nắm rõ hơn về giá cả. Mình cũng chia sẻ với anh em để anh em cùng trên cây cũng biết rõ nhé. Còn tạo hết chứ làm gì còn. Con chạy chàng. Cây như cây đá. Tay nghệ nhân mà nó cứ quay bắp cành này nứt, ơi cành to. Nhưng mà cành to lại bình thường ấy ạ, to nó chỉ nứt đôi thôi. Các bạn nhấn nút đăng ký và nút chuông để không bỏ lỡ những video mới.